Chúng ta sẽ xét kim loại tác dụng F2-4 đặc. Các con lưu ý là kim loại khi tác dụng F2 là nó sẽ ra muối sunfat. Hóa trị cao nhé. Ví dụ như sắt là có hai hóa trị là hóa trị 2 và hóa trị 3. Thì khi tác dụng F2-4 đặc là nó phải ra hóa trị 3. Chứ nó không ra hóa trị 2. Khi tác dụng F2-4 loãng thì nó ra hóa trị 2. Nhưng khi tác dụng F2-4 đặc thì nó sẽ ra hóa trị 3. Nó ra muối sunfat, ra nước, rồi ra lưu hình, ra H2S hoặc ra H2O2. Trong khuôn khổ chương trình mà các bạn học cơ bản đó, là các bạn chỉ biết H2O2 thôi. Còn mình học nâng cao đó, là mình phải viết ra cả lưu hình, cả H2S và cả SO2. Cân bằng phương trình này là nó rất là nhanh. Bây giờ cô bài cách cân bằng nhanh nhất. Các phương trình bài cách cân bằng nhanh trước khi các con đã cân bằng nhanh xịn rồi thì cô sẽ bày nguyên tắc gốc cơ bản nhất để chúng ta có thể cân bằng những phương trình dạng khó hơn ha. Còn bây giờ chúng ta nhiệm vụ là bây giờ mình phải cân bằng nhanh cho cô đã ha. Bây giờ này các con nhớ cho cô nha. Cái lưu hình này là 6, H2S là 8, SO2 là 2. Nhớ cái con số 6, 8, 2 cho cô. Được chưa? Bây giờ cô sẽ bày cách cân bằng nha. Kim loại tác dụng H2-4 đặc nè. Cô có sắt cộng với H2SO4 đặc tạo thành Fe2SO4 3 lần. Nhớ nghe, nó luôn luôn ra hóa trị 3 nha. Rồi, bây giờ các con hãy xem cho cô. SO2 ở trên này là số mấy đây? Đúng rồi. Sắt ở đây hóa trị mấy các con? Sắt hóa trị 3. Sắt hóa trị 3 nha. Mà ở đây có mấy sắt? Sắt hóa trị 3 có 2 sắt cô nhân đôi lên thành 6. Thắc mắc gì cô không? Thắc mắc gì cô không? Các con ở đây có thắc mắc gì cô không? SO2 là 2 nè, SO2 là 2 nè. Sắt hóa trị 3 mà có 2 sắt là cô nhân 2 lên. Sắt hóa trị 3, trong cái muối này sắt hóa trị 3. 3 nhân 2 là 6. Được chưa các con? Được chưa? Rồi lưu ý nha, lưu ý tiếp nha. Số 2 với số 6 có rút gọn với nhau được không? Được. Số 2 và số 6 đều chia hết cho 2. Cho nên cô rút gọn cái này thành số 1, cái này thành số 3. Có thắc mắc gì với cô không? Có thắc mắc gì với cô không? Cô đang bày kim loại tác dụng H2-4 đặc mà. Mấy công việc thân yêu của cô có thắc mắc gì với cô không? Chỗ này có thắc mắc gì không mấy công việc thân yêu? Rồi, không nha, nô nô nha, nô nô nha. Phúc có nô nô không con? Đoan. Đoan ơi. Đoan có nô nô không? Đoan ơi, Đoan có nô nô không? Không nô nô nha. Không nô nô là cô đi tiếp nha. Rồi. Dạ. Ok, tiếp nha. Sau đó các con sẽ chéo hệ số cho nhau. Sau đó các con sẽ chéo hệ số cho nhau nha. Số 1 của SO2 sẽ điền cho muối sắt. Số 3 của sắt thì điền cho SO2. Số 1 của SO2 là điền cho sắt, muối sắt này. Số 3 của SO2, số 3 của muối sắt là điền cho SO2. Được chưa? Sau khi điền hai chất này xong rồi. Sau khi điền hai chất này xong rồi. Thì các con coi nè, ở đây sắt điền hệ số chưa? Rồi. Ở đây có mấy sắt? 1 x 2 là 2 sắt. 1 x 2 là 2 sắt. Cho nên cô sẽ đưa sang đây. Điền đây số 2. Cô sẽ đây nè, ở đây có 2 sắt này, 1 x 2 là 2, cô điền 2 sắt.
Ở đây tất cả nguyên tố lưu huỳnh đều cân bằng rồi nè. Bên đây lưu huỳnh chất có chứa lưu huỳnh cân bằng rồi nè. Bên đây chất có chứa lưu huỳnh cũng cân bằng rồi. Ở đây mấy lưu huỳnh? 1 x 3 là 3 lưu huỳnh. Cộng với đây 3 nữa là 6 lưu huỳnh. Thấy chưa? Đây 1 x 3 là 3 lưu huỳnh, cộng với 3 lưu huỳnh là 6. Vậy cô sẽ bứng hai cái lưu huỳnh ở đây, cô điền cho axit là 6. Vậy khi đó sẽ phát sinh ra 6 nước. Vì 12 hydro thì ở đây cô điền 6 để ra 12 hydro. Như vậy phản ứng cô đã cân bằng xong. Nhớ nha, lôi hóa trị của kim loại trong muối ra, lôi hệ số, lôi cái số của cô cho biết đây xuống, rút gọn với nhau xong điền chéo hệ số qua với nhau, điền chéo hệ số của chúng với nhau rồi điền ra phía trước rồi điền nước. Nếu các con không có vấn đề gì thì hãy thử cân bằng các phương trình sau cho cô nha. Mình hãy điền rồi làm cho cô năm cái phương trình dưới đây nha. Đúng rồi, phản đầu tiên cái này là 2, cái này là 2 đúng không, rút gọn thành 1 1 đúng không, cho nên điện này số 1, cái này điện số 1, đến 2 lưu huỳnh về đây số 2 và đây số 2 đúng không, đây số 1 rồi nè, số 1 thì khỏi đi không? Rồi tiếp tục nha. Nhôm hóa trị 3 nhân 2 là bằng 6, H2S là 8, rút gọn 3, 4 đúng không các con, 3, 4 3 và 4. Vậy ở đây cô sẽ điền 3 bên này, 4 bên này đúng không, 3 điền quá 2S, 4 điền 2, vậy vậy thì 8AL nè đúng không, 8AL nè, 8AL về mấy lưu huỳnh đây, 3 x 4 là 12 nè, 3 x 4 là 12, 12 cộng 3 là 15 lưu huỳnh, vậy đây 15 nè. Đi chứ không? Nhớ nha, lưu huỳnh nằm trong 3 nè, 3 x 4 là 12 cộng 3 lưu huỳnh đây là 15. Bây giờ là mấy hydro? Đây 30 hydro nè, đây 30 hydro nè. Nhớ nha, đây 30 hydro mà đây là 6. 30 trừ 6 là còn 24. Rồi chỗ này 12 thôi nha. Các con cân bằng phương trình này hầu như thì sai chỗ nước này, vì đang các con quên trừ hydro ở đây. Thiệt, các anh chị lớn cân bằng cũng vậy, không phải tụi con nha, đều quên cái trừ cái hydro ở đây mất. Tổng bên này là 30 hydro mà đây có 6 hydro trừ đi là còn 24. Vậy chỗ này điền xuống 12 này. Rồi để cô coi nè, Phúc nhắn gì cô đây. Ở đâu có. Đâu phải, không phải Phúc nhắn cho cô. Rồi, bây giờ phần số 3 nè, gõ hệ số phần số 3 cho cô đi coi nè. Gõ hệ số phần số 3 cô xem nè. Gõ hệ số các chất theo thứ tự 1, 2, 3, 4, 5. Gõ cô xem nào. Một con vịt xả ra hai cái canh,
nó kêu rằng cái có két quẹt quẹt sai rồi. Một con vịt sợ ra hai cái cánh, nó kêu rằng bắp 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 bắp. Chỗ làm răng mà hai lưu hình được. Chỗ này là 6 nè, đúng không? 3 x 2 là 6 nè, chỗ này cũng 6 đó. 6 với 6 nó còn 1. Vậy chỗ này điền số 1. Chỗ này điền số 1. 2AL. Mấy nhôm? À mấy lưu hình? 3 nè, 1 x 3 là 3 cộng 1, đây là 4. Và đây 4 nè. Mà đây 4. Nè. Hãy cho cô biết hệ số đi nào. Trời ơi. Không có đứa nào nó trả lời tôi. Thấy không, dân Sài Gòn giờ nhiều người đi làm ở Sài Gòn giờ muốn về quê. Đi đang ở Sài Gòn giờ không làm chứ được. Cứ ở trong nhà là họ không đi làm được. Họ không đi làm được với họ. Họ không có tiền thì họ ăn, họ phải về quê thôi. Mà giờ về quê cũng về được. Giờ về quê cũng về được mà tình trạng dịch ở Sài Gòn bây giờ đang căng thẳng như thế mà. Giờ, như hôm qua cô đọc cái bài báo mà nó ghi là tỉnh Ninh Thuận là phải gửi văn bản cho thành phố Hồ Chí Minh là đề nghị không được cho người dân tỉnh Ninh Thuận trở về quê hương, trở về địa phương. Bởi vì là vừa rồi là đợt mà người ta tự chạy về đó, cái đợt mà di tản đông á, người ta tự đi về đó, cứ 1.000 công nhân trở về, 1.000 người trở về, thì test thử, test nhanh là 400 người dương tính. Tôi đọc cái bài báo thấy tỷ lệ là 40% người nhiễm mới về, chưa kể có những người ủ nữa, chưa biết, cao dễ sợ đó. Bây giờ là nó lây ra nhiều tỉnh thành là vì sao? Người ta về, người ta tự về như vậy rồi ồ ạt đi trên đường nè. Đi trên đường như vậy là mật độ người nhiễm, người không nhiễm, có người họ không nhiễm là đi theo cái toán người đông như vậy. Nếu mật độ thở ra virus nó nhiều thì họ cũng sẽ nhiễm thôi. Trời ơi, mà cô nói các em là chích ngừa à. Sốt nè, đau nè, tê tái luôn á, rũ rượi cả người luôn á, mệt mỏi dễ sợ, đau cả người, cái chỗ phần mà tim nó đau bại cả cái tay. Vaccine khi mà công nhận nặng thiệt. Rồi, cô không thấy đứa môn nó hư hử gì với cô hết trơn rồi á. Nhiên, hệ số phần này là gì con? À, phương trình thứ tư là 4 3 4 4 4 3. Phương trình thứ tư là 4 3 4 4 4 3. Ủa, ra lại 4 3 4 hả? Con có nhầm không Nhiên? Cái này là 1 x 2 là 2 nè, cái này là 6 nè, đúng không? Cái này là 6, vậy rút gọn là 1 với 3. Và chỗ mô là 4 ta. Nhiên bị nhầm rồi. Phương trình số 6. Ủa, làm gì có phương trình số 6 con? Không có phương trình mô số 6 hết. Có 5 phương trình thôi à. Bây giờ phương trình số 4 nè. À, hệ số à, 6 4 3 4 1. Ok, 3. Này 1. Cái này 6. Cái này 4. Và cái này 4, đúng rồi. Duyệt con ấy, duyệt nha. Duyệt. Sorry nha. Rồi tiếp nè, tiếp. Phần cuối cùng các con. Ôi, tình hình mà cái kiểu này cứ đà như riêng mà không khống chế được là cô nói với con à.
Cái nào 4S con? Nó đi 1 chứ. Đi 1 chứ. 1 chứ. Một chứ con. Ôi cầu cho khống chế được chứ không, không là trời ơi, con nói với con à, khổ lắm cơ. Cái mù, chỗ này à, chỗ này số 4 à con. Chỗ này số 1 chứ. Cái này 1 này, cái này 3 chứ. Cái này 1 chứ. 1 chứ con. Chỗ nào à? Mấy vị cũng đang nhắn, cô không hiểu chứ không? À. Rồi, tiếp tục các con. Phương trình dưới nè, phương trình dưới. Mong do tình hình dịch Covid nó khống chế hoàn toàn, đuổi con virus nó bay ra khỏi Việt Nam. Mỗi lần mà nghe virus corona là chỗ nào con, chỗ này là một thôi chứ. Vì cái này 1 x 2 là 2, cái này là 6, rút gọn nè. 1, 3 thì chỗ này số 1, chỗ này số 3 chứ. Đúng không? Bên trái hả? Chỗ, cái này số 4. Cái này số 4 mà. Cái số 4 chứ. Số 4 rồi con nè. Đây 3 lưu hình còn 1 lên là 4. Cái này số 4 mà. Đúng rồi, số 4 mà. 6, 4, 3, 1, 4. Cái cân bằng gì mà lâu giữ rứa kháng. Rồi, phương trình dưới đi. Hướng nhấn trả lời nhanh quá, cô đọc không kịp. Nhấn lại đi con. Vừa quay sang dòng dòng liếc liếc bàn Khánh làm ra thì chưa kịp đọc. Hai hai một một hai, đúng rồi. Hai hai một một hai.